Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tập tô màu một chiếc tàu ngầm các bạn nhé. Mình sẽ tô màu tím một chiếc tàu ngầm này nhé. Ok, vậy là mình đã hoàn thiện xong phần bức tranh tô màu chiếc tàu ngầm rồi.